Hà Huy Hà Nội Vlog xin chào các bạn. Bây giờ là 8 giờ sáng ngày 18 tháng 9. Đây là cái sảnh chờ của sân bay quốc tế Nội Bài. Tôi đang chờ cái chuyến bay từ Nội Bài đi Thượng Hải. Nhưng mà phải còn 2 tiếng nữa mới bay cơ. Thế tôi mới tranh thủ tôi ghi hình cho các bạn về cái không gian ở cái phòng chờ đây. Đây các bạn nhìn thấy này. Cái rõ nét nhất là các bạn nhìn thấy là gì? Là các bạn nhìn thấy. Đó là cái dãy núi. Đấy là cái dãy núi như cái dãy núi Tam Đảo ở Sóc Sơn ấy. Vĩnh Phúc đấy các bạn. Chạy dài theo cái đường băng. Đấy. Đấy các bạn với ba cái chiếc, có lẽ là cái chiếc Boeing của cái hãng Vietnam Airlines. Cửa tôi đứng là cửa 22 các bạn nhé. Đây tôi sẽ đi một vòng nhân nhà, đi một vòng đây các bạn nhé. Cái này rất hay các bạn ạ. Ở cái sảnh chờ đây các bạn này. Ở cái sảnh chờ đặc biệt các bạn ơi. Đấy các bạn thấy có cái băng chuyền. Đi từ các cửa, từ cửa 20 đi cửa 21 này, hướng này đây. Đấy các bạn nhìn cái cảm ứng đấy. Không có người thì họ dừng, băng chuyền nó dừng. Đấy, vừa có cái anh đi trước này. Cái này là để cho người có cái hành lý thì kéo hoặc cái đi nó nhanh hơn mà đỡ mệt hơn các bạn thấy không? Vừa đi băng chuyền vừa chạy nên đâm ra là tốc độ sẽ cao hơn. Đấy tôi đang đi về cái cửa 21 và cái cửa 20 đấy. Đặc biệt trong này các bạn, đồ nào cũng đắt, đắt lắm, trả bằng đô hết. Đây nha, tôi thử các bạn xem giá cả nhé. Tôi không sành rượu. Đây các bạn thấy không? Một chai sâm banh nhưng mà 68 đô. Đây. Đây chai Chivas. Chivas 25. 251 đô. Để xem Chivas 12. Chivas 12 47 đô. Hàng này là có rượu đây. Hennessy. Đây nhá. Jura. Loại mới, không thấy để giá. Đây. 60 đô các bạn nhé. Whisky Scotch. Đây các bạn làm hút thuốc. Hút thuốc. Đây các bạn này. 31 đô. Đấy là 31 đô. Tóc một tút. Đây về ra đây nhé, tôi thấy có cái cửa hàng sách. Đây tôi các bạn ghé qua một cửa hàng sách. Đây rượu Chivas chỗ này
giảm giá 45 đô. Ở sân bay nghiêm ngặt lắm ạ. Hút thuốc là có một cái phòng hút thuốc riêng. Các bạn nó rất là sạch sẽ. Đấy. Đây. Bạc xỉu 4 đô rưỡi. Đấy các bạn thấy không? Bốn đô rưỡi là các bạn bảo nó sẽ rơi vào là bao nhiêu? Hơn 100.000. Đây. Cửa hàng sách này. Một công ty. Đấy các bạn ấy bán cả những cái đồ Việt Nam rất thích nhé. Mũ tai bèo này. Đây nhá. Sắt kìa bán đắt nhỉ. Có nhiều người mua không cháu? Đây sách Việt Nam này. Con rồng đất nước con rồng xanh này. Toàn chiến tranh Việt Nam hết. Đây chiến tranh Việt Nam 1945 1975. Đây, các bạn là những cái này đây. Đồ lưu niệm này mà. Rất đẹp các bạn nhá. Đây biểu tượng Việt Nam, Khuê Văn Các, cả những cái bức sơn mài nhỏ đấy này, lưu niệm. Đẹp thật. Các bạn. Đây một cái cột đây là có cả các cái chuyến bay đi quốc tế đây. Bây giờ là 8:01 đấy các bạn ơi. Những cái chuyến hiện lên này cái chuyến này. VN384 đi Tokyo này. Cửa số 25 là gọi đến hành khách cuối cùng rồi. Đây, cái chuyến của tôi đây các bạn này. Cái chuyến của tôi đi nhá. VN530 10:05 bắt đầu mới làm thủ tục lên máy bay cơ. Nó đi Thượng Hải đấy các bạn, Việt Nam Airlines. Coi như còn tròn 2 tiếng nữa lang thang đây cơ. Phê khối lượng tịnh không thấy giá nhỉ. Bữa tôi đi khảo giá cho các bạn mua đắt. Tôi đi khảo giá nhá. Lên kia tôi thấy đề giá đây không thấy đề cà phê G7. Bánh quy nhân kem cà phê mẫu mã Việt Nam rất đẹp các bạn không, kể cả cái bánh xoài này. Vào đây thấy các cái mẫu mã hàng Việt Nam đẹp thật. Đây. Thấy cái trái xoài là cái hình ảnh phố cổ các bạn thấy không? Cái gì nhỉ? Bữa tôi sẽ đi thẳng lên trên kia để tôi xem mấy cái giá chứ. Đây các bạn ơi, 11 đô một cái gối đệm cổ bông này. Đắt kinh khủng. Đây nha các bạn, là một cái chai vodka 12 đô vodka Hà Nội. Các bạn thấy cửa hàng nối tiếp cửa hàng không? Các cái gian hàng. Đây cốc tài. Các đồ uống khác. Đây một tách trà là cũng
4 đô này. Đấy. Thì ở sân bay các bạn, ở sân bay thì cái nước uống này các bạn vào đây có thể là miễn phí. Đây, miễn phí. Đó, nhưng mà vừa rồi có chị ra, chị bảo miễn phí nhưng mà đâu có nước. Hãy cứ ra. Bây tôi sẽ đi đến cái quán phở. Để các bạn xem đây. Mọi người đang ngồi đây. Vợ tôi đang ngồi đợi đây. Đó, cứ ngồi thế thôi. Bên cạnh có cái cờ của đoàn đấy, Viettravel đấy các bạn. Hai tiếng nữa mới được làm thủ tục. Vừa tôi đi tiếp nhé. Đây, giá phở Việt đấy các bạn. Tính lẻ nhỉ, 19 đô 10. 14 đô 7. Đây, phở thịt bò này. Đặc biệt thì là 19 đô 10. Bình thường thì cũng là 12 đô 10 một tô phở đấy các bạn. Đây các bạn xem này, phở đây. Cái đi ngược này là các bạn là ra cái cửa an ninh. Đây tôi thấy là cái sảnh chờ là chỉ có tất cả là 36 cột, là 36 cửa ra sân bay. Đây, các bạn có thể nhìn qua cửa kính nha, các bạn đã thấy đấy, cái dòng xe lên tầng 2 vào cái sảnh quốc tế đấy. Đây, cái chỗ này là thấy có nước này. Đây có cái nước miễn phí này này các bạn này. Đấy, họ làm rất cẩn thận. Các bạn thấy không? Một cao, một thấp. Đấy, có thể cái thấp là do cho con trẻ, cái cao là cho người lớn. Đấy, vào đây thấy các cái thiết kế, các cái chi tiết. Đây, đây là cái cửa kiểm tra an ninh như này. Các bạn này, tôi đi qua này. Tôi làm thủ tục rồi, tôi đi qua tôi ghi hình. Bây giờ các thủ tục kiểm tra an ninh cũng làm cũng nhẹ nhàng. Đấy các bạn, đấy, có một cái gian hàng Việt này. Tôi các bạn sẽ vào nhé, xem là có cái họ bán gì trong này nhé. Đấy các bạn thấy. Đặc biệt là về cái vấn đề cái kiến trúc. Đấy, và thể hiện các cái cửa mở ra. Đúng là đậm cái phong cách kiến trúc của Việt đây này. Các bạn thấy không? Họ làm rất thông minh. Đèn lồng này tôi không nói. Đấy. Đây cái cửa mở. Đấy các bạn thấy không? Hay thật. Đây, đặc biệt đây. Vào đây tôi chỉ thích những cái đồ lưu niệm. Đấy. Các chú tếu, ông phỗng. Đây, các cô ở giữa chắc là cô dao đỏ. Cô bên cạnh chắc là một cô người Tây, một cô người Thái. Đoán vậy thôi. Các bạn thấy không? Vào đây này. Các cái đồ gốm.
Đây cho tôi xem nhé. Không thấy bảy giá. Cà phê. Đây tôi xem qua các cái giá nhé. Một cái hộp chè này. Các bạn thấy một hộp chè thiết kế rất đẹp. Đây, cái hộp chè này mặt trước là có là phố cổ. Đấy, còn cái này thì là chùa một cột. 10 đô. Trà ô long hoa hồng, cái này là biểu tượng ở chợ Biến Thành. Đây. Toàn chè hết các bạn. Cái này 12 đô. Trà ô long. Trà ô long. Trà ô long này bao nhiêu tiền? 11 đô. Đây chỉ có trà với cà phê này. Nhưng mẫu mã đẹp đấy. Đây còn đây là hạt điều này. Hạt sen sấy gừng này. Đấy. Tôi chưa thấy để giá. Đây cả hạt sen sấy. Có những loại gừng. Nhưng nói chung là mẫu mã đẹp lắm các bạn. Xấu bao tử. Đấy. Không bán rượu cho người dưới 18 tuổi. Đây, mẫu mã này. Đây là gì? Cà phê, cà phê. Đây, còn đây là các loại. Khăn thủ cập đấy các bạn. Khăn này là khăn Thái, 18 đô rưỡi. Đấy các bạn thấy. Đây các loại khăn. Xong đến tơ lụa này. Vào đây là một cái trang trí rất đẹp. Cửa hàng Việt. Hồng Kông Express. Đây. Đây là cất cánh này các bạn này. Cái này cũng hạ cánh, vừa mới hạ cánh nhé. Cất cánh nhá. Cất cánh. Ấy lờ mờ có vậy thôi. Đây các bạn nhìn lại quang cảnh nhé. Tôi đến cái cửa số 21. Cửa phía cuối của cái sảnh chờ. Đây các bạn nhìn lại một cái không gian. Thế vậy là tôi sẽ tạm biệt các bạn, là hôm nay là ngày thứ tư. Một tuần các bạn ạ. 6 đêm 7 ngày. Thì tôi sẽ cùng đoàn theo Viettravel là sẽ đi Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh. Xong từ đó mới bay lại về Hà Nội. Đấy thì một cái chút xíu tôi ghi hình cho các bạn ở cái sảnh chờ quốc tế trước khi đáp cái chuyến bay đi Thượng Hải. Và sang tới đó thì theo cái cảm nhận của tôi, khả năng của tôi thì có thể tôi cũng sẽ ghi những cái thức hình trong cái chuyến tham quan Trung Quốc. Thì có Thượng Hải, Tô Châu, Hàng Châu và Bắc Kinh. Luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành. Và tôi sẽ dừng hình ở cái bầu trời Hà Nội. Mở xa là cái dãy núi kéo dài, là cái dãy núi Tam Đảo.